Thực hiện dự án cân bằng phát thải khí CO2 trong quá trình sản xuất ethanol từ sắn ở Việt Nam, Viện Công nghiệp Thực phẩm đã thực hiện chương trình tính toán phát thải trong quá trình sản xuất ethanol từ sắn tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, phát thải trong quá trình sản xuất ethanol từ sắn ở Việt Nam vẫn còn lạc hậu so với thế giới. Ví dụ, phát thải CO2 ở nhà máy ethanol Tùng Lâm từ 3,7 kg CO2 đến 4,85 kg CO2 trên 1 tấn ethanol và nhà máy Dung Quất từ 5,19 kg CO2 đến 5,49 kg CO2 trên 1 tấn ethanol. So sánh với các nước trong khu vực như là Thái Lan và Trung Quốc, phát thải của Việt Nam cao hơn rất nhiều. Như vậy thì quá trình sản xuất ethanol từ sắn ở Việt Nam cần phải tính toán giảm thiểu đến mức tối đa. Do vậy, các nội dung chính của chương trình bao gồm khảo sát thực trạng sản xuất sắn và cồn, tổ chức hội thảo về thu thập và phân tích số liệu, tiến hành thu thập số liệu, phân tích số liệu, v.v. Thông qua đó sẽ tư vấn áp dụng khoa học công nghệ cho doanh nghiệp cụ thể để giảm thiểu tối đa phát thải khí CO2.